nhiệt tình vì anh ấy cũng đã chơi xe rồi anh biết. Đấy, cái này rất đơn giản thôi, anh em chỉ việc bóc băng dính ra và dán vào thôi các bạn. Đấy, vì ngày xưa là anh có làm chiếc xe cabin kép rồi và mấy xe rồi, anh cũng hiểu cái đồ chơi đây. Các bạn này, bóc rất đơn giản này. Đấy, đây là bên trong toàn bộ băng dính. Anh em chỉ việc cầm cái tô vít hoặc là kéo hoặc là cái mũi nhọn bóc cái băng dính ra cho mình từ về che mưa. Đấy, xong anh em chỉ việc dán lên xe là xong thôi các bạn nhé. Rất là đơn giản luôn. Đấy, chất liệu của nó thì là bằng nhựa chrome. Nhựa chrome anh em nhé. À, made in Korea luôn. Đây. Made in Korea. Đấy, ốp gương. Ok cho anh em cần gặp mưa tay mở cửa về che mưa. Đấy là những cái món mặc định cho chiếc xe Kia K165, K3000 bộ. Thì bên trong thì mình có bắn keo silicone A500. Đấy, các bạn bắn vào mép này các bạn này. Anh có đèn đây nhỉ, cầm cho em với. Anh thay của em với. Đây, đèn các bạn nhiều việc này các bạn này. Đó các bạn, mình bắn vào mép như này nhá. Thì tại sao như vậy? Thì để khi các bạn mà bị vỡ gương thì các bạn có thể là cậy nó ra rất là dễ, cầm bệnh xanh xanh lam hoặc dao hoặc giấy các bạn có thể cứa được vào. Đôi này, con xe này rất là sâu nhưng mà được cái là chiếc gương này, hai chiếc gương đều vẫn là gương xịn theo xe, ốp rất là ngon luôn. Nghe nhìn ốp rất là ngon luôn. Đấy, các bạn thấy không? Ốp rất là ngon luôn, vừa kít luôn. Con xe này K3000 mà vẫn được đôi gương xịn chứng tỏ chủ xe chạy rất là cẩn thận luôn, không bị va quệt mấy. Hoặc va quệt không vào gương mấy. Đấy các bạn thấy không? Hai bên. Được cái đôi gương cả zoom luôn này. Đấy, đông xe. À đâu quên, rong reng hay cái gì mình chả biết là tiếng Hàn. Được cái con này gương nguyên zin, lắp là vừa kít luôn, lắp đậy vẫn còn nguyên zin luôn. Đấy, gương zin thì vào kít kịp luôn các bạn nhé. Đó, nghe nhớ, đôi gương zin. Đấy, đôi gương zin. Đây, đây là gương tròn này, cái gương tròn này nhà mình là lấy mã đúng của Kia luôn, anh em lưu ý giúp mình nhá. Còn các bạn mua chỗ khác thì người ta đưa mã khác là các bạn sẽ bị lắp ngược, rất là khó chịu. Các bạn phải mua đúng gương Kia giống nhà mình thì nó mới chuẩn. Cái mã vuông vuông này đúng Kia này, còn các bạn phải mua cái bộ gương khác là người ta đưa nhầm đấy. Đấy, các bạn thấy không, gương đúng Kia vào kit luôn. Còn các bạn mà mua chỗ khác là người ta toàn đưa cho các bạn cái mã gương khác là các bạn sẽ bị nhầm. Đấy các bạn thấy không? Đúng chuẩn luôn đúng không? Đấy. Mấy cái lắp đậy thì mình cũng bắn luôn keo này các bạn này. Mấy cái lắp đậy nhỏ nhỏ mình bắn luôn keo. Thì xe này của bác ấy vừa xịt nhiều xi quá, mình đã bắt buộc phải bắn keo cho nó bền, không là xi nó bị bung hết. Đấy các bạn thấy không? Rất là đơn giản luôn. Mấy cái này thì các bạn chỉ được bóc ra và dán vào thôi. Quá là đơn giản đấy. Đấy, vừa kít luôn, xe xịn lại đến gần mưa anh em nhá. Cần gần mưa thì cũng như vậy thôi các bạn. Chúng ta cũng phải bắn keo silicone bên trong. Đấy, với những chiếc xe mới không sao, nhưng với xe cũ này thì anh trai bôi quá nhiều dầu, các bạn thì bôi nhiều dầu quá thì bắt buộc mình phải dán keo như này để cho nó bền. Đấy, cần gần mưa anh em nhá, rất là đơn giản luôn. Các bạn chỉ việc dán keo và bóc vào dán vào đây là xong. Đấy, mọi chi tiết thì nó vừa đến 99% rồi. Đó. Đấy, cái này nó bị nhiều xi bóng quá. Đấy, nghe bạn nghe thấy không? Ok chưa? Ok là luôn các bạn nhé. Đấy, ok, đang thay cái bề đậu của anh em nhé. Bề đậu là Hàn Quốc xịn này. Hàn Quốc thôi anh em nhá, không phải hàng theo xe đâu. Đồ Hàn Quốc thì là chúng này dùng được các bạn ạ. Đây các bạn này, bóc siêu này. Đó, bóc siêu. Đấy, đây là anh Trang đang tận dụng cái bộ đuôi cũ của nó. Vì cái đồ Hàn Quốc ấy, thì các bạn thông cảm cho mình là đồ Hàn Quốc thì nó sẽ không vừa rắc này đâu. Như Hàn Quốc họ làm răng vuông này, mà trong đó xe Việt Nam mình thì toàn là rắc chân kim. Thì không vừa đâu, thì các bạn nếu mà đèn theo xe các bạn tận dụng bộ đuôi cũ. Đấy, các bạn tận dụng bộ đuôi cũ nhanh này. Anh ấn mạnh là tự vào đấy ạ. Đấy, đúng rồi, chuẩn luôn. Các bạn ấn mạnh là nó tự vào nhá. Đấy, tự vào luôn. Ba đèn các bạn cứ cho vào đúng vị trí của nó thôi. Phanh, đèn, lùi, xi nhan. Ok anh em. Để tận dụng cái rắc này bất cứ như vậy các bạn nhá. Các bạn cũng bắn keo này. Tay mở cửa thì tùy từng xe bắn keo thôi, nhưng tại sao xe này bắn keo hết thì các bạn biết là mình là nói ngay từ đầu rồi. Anh trai bôi quá nhiều dầu bóng, ra sửa xe họ bôi nhiều dầu bóng quá. Bắt buộc phải bắn keo, nếu không bắn keo thì rơi hết. Vì keo nó không dính được. Phải có keo silicone để nó dính. Đấy, các bạn thấy rất đơn giản luôn. Đó. Đẹp chưa các bạn? Ok chưa? Quá lét luôn đúng không? Lắp xong mấy món linh tinh thì
hai cái bóng đèn led trần các bạn, bóng led luôn cho nó sáng. Thì cái bóng trước bóng cũ này của nó là bóng sợi đốt anh em ạ, nó tối quá rồi. Đấy, thay đèn led luôn, thay thì đơn giản thôi anh em, chỉ việc nào lắp vào thôi, bạn cậy đầu mất ra ngay. Đấy, thì nó sẽ sáng hơn. Đây, đây là bóng cũ này của mình nhá. Đây là chân gương này, đây đèn này các bạn này. Đấy, các bạn ấn vào cho mình. Đó, thế là xong, rất đơn giản luôn các bạn nhìn. Ô nếu mà chạm hay là đèn led thì nó sẽ rất là sáng, còn những cái đèn này thì nó chỉ gọi là mờ mờ thôi, nó không được như đời mới bây giờ đâu các bạn ạ. Nhưng mà thay đèn led thì nó sẽ sáng hơn bóng kia rất là nhiều. Ok, đây thả tablo đây anh em, thả tablo kia đây, tablo kia anh em này, led căng luôn. Sân bóng Huy Hoàng, sân bóng nào nhá em nhờ? Sân bóng Huy Hoàng ở đâu? Ở đâu vậy chị? Gamuda hả chị? Thế chị phải quay ngược lại đi. À, Huy Hoàng thì chị, đúng rồi, chị ra kia chị quay ngược lại, nó nằm trong góc kia kìa. À, bên Glen này. À, đúng rồi, bên Gamuda kia. Vâng, chị đi kia quay ngược lại. Đi đây ngược chiều, chị đi kia quay ngược lại. Qua công viên sở đến luôn. Vâng, anh em thay từng con một giúp mình nhá. À. Đó. Đây anh trai anh thay bóng cái cửa. Đấy, các bạn thấy không? Cái này là cái chống kia là phòng rất hay luôn. Rất là hữu ích luôn. Các bạn nhớ tháo từng con một giúp mình nhá. Đừng tháo hai con một là sẽ tụt bên trong rất là khó xử lý.